Mọi người, là mình đây. Hôm nay thì mình và mọi người sẽ cùng nhau unbox một số món đồ mình mua được trên Shopee nha mọi người. Món đồ hôm nay mà mình muốn giới thiệu với mọi người là Top Loader. Cái này thấy được gọi là thẻ đựng cạc các mọi người, và cuốn sổ đựng album cạc, kèm theo một số tấm cạc của Blackpink. Đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người xem cái thẻ đựng cạc nha mọi người. Cái này thì mình thấy có một số bạn gọi là Top Loader. Còn nếu mọi người không biết cái tiếng Anh nó như thế nào thì mình có thể ghi là thẻ đựng cạc thì nó cũng sẽ hiện lên nha mọi người. Thường thì những cái thẻ này nó sẽ có hai cái lớp đó mọi người, hai cái lớp bảo vệ cái hai cái mặt cạc, thì mọi người mua về mọi người nhớ tháo ra nha, không tháo ra thì cái tấm cạc của nó sẽ hơi bị đục đục. Cái này là mình chỉ nói những bạn không biết thôi nha, còn những bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua. Tiếp theo sẽ là album đựng cạc hay còn gọi là sổ đựng cạc. Những bạn nào mà có cạc thì các bạn nên mua cái sổ này nha mọi người, tại vì mình thấy á là cái việc mọi người bỏ cái cạc của sổ này thì nó vừa an toàn cho cạc, nó vừa đẹp, với lại nó tiện khi mà mọi người muốn xem nữa. Các mọi người để ở ngoài thì nó cạc nó dễ hư. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mọi người để như vậy trong cạc trong cái album á thì nó sẽ gọn gàng hơn nữa. Này thì mình mua tới 3 cuốn album ảnh nữa mọi người. Và mọi người cũng có thể thấy được là 3 cái cuốn album này nó đều có bạn điểm chung, đó là đều là màu tím. Cái vấn đề mình còn màu tím này thì mình đã nói rất nhiều lần rồi, nên là chắc chắn bạn nào đến như xem video của mình nhiều thì đều biết đúng không? Ngoài ra thì mình có một số lưu ý cho bạn nào nếu như có nhu cầu mua cuốn album đựng cạc này nha, thì các bạn khi mua nên ưu tiên mua cuốn sổ có hình cửa sổ hơn là cuốn sổ hình trái tim mà mình đang cầm nha. Tại vì cuốn sổ hình trái tim này á, khi mà mọi người đựng cạc vào cái phần bìa ở ngoài á thì nó để vào nó không có thích hết cái phần khung, nhìn nó sẽ không có đẹp bằng là cuốn sổ hình cửa sổ mọi người. Ngoài ra là khi mọi người để vào cái ảnh bìa ở ngoài á, nó cũng khó hơn là cái cuốn sổ hình cửa sổ, tại vì lúc mà mình bỏ cạc vào cái hình khung hình trái tim á thì mình nhét mãi không được một cái lại, mà mình không dám nhét nữa mọi người, mình nhét một cái mình sợ hư cạc á, tại vì kiểu như là cái tỷ lệ làm của cái khung ngoài bìa cái là nó quá khít, nên là khi mọi người gắn vào á mà sơ sẩy một chút là cạc nó sẽ bị méo luôn mọi người, nên là mọi người cân nhắc nha. Và món tiếp theo mình muốn giới thiệu với mọi người sẽ là sticker nha mọi người. Lần này thì mình mua 4 miếng sticker. Thật sự sticker của mình cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà lần này mình vẫn phải mua thêm á mọi người. Tại vì á, khi mà mọi người mua thẻ đựng cạc về thì chắc chắn mọi người sẽ phải đựng cạc vào, và mọi người phải trang trí cái viền xung quanh của thẻ đựng cạc. Thì khi mọi người trang trí thẻ xung quanh, cái viền xung quanh của thẻ đựng cạc thì chắc chắn không thể thiếu được cái dạng sticker này nha mọi người. Nên là nếu như bạn nào có mua thẻ đựng cạc và có ý định trang trí thì nên cân nhắc mua luôn cái sticker này chung nha mọi người. Vừa đỡ phí ship mà vừa đỡ phải khi mọi người muốn trang trí thẻ đựng cạc mà không có sticker phù hợp nữa, nên là mọi người tham khảo nha. Và món cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là một hộp Lomo cạc Blackpink nha mọi người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khui hộp Lomo cạc này nào. Theo như phần giới thiệu của shop thì một hộp Lomo cạc như vậy sẽ có 54 tấm ảnh của Blackpink nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ khui ra nha. Nhân vật đầu tiên chúng ta thấy sẽ là ai đây? Jennie mọi người ơi, Jennie. Xinh quá xáo mọi người ơi. Thì chúng ta sẽ xem thử là có bao nhiêu tấm ảnh của Jennie nha mọi người. À, 12 tấm ảnh của Jennie nha mọi người. Tiếp theo là Jisoo nha mọi người. Jisoo cũng có 12 tấm ảnh của Jennie nha mọi người. Và đây là Lisa, Lý nha mọi người. Lý cũng có 12 tấm ảnh. Mình nghĩ là 4 thành viên đã ghiêng được 12 tấm ảnh đó mọi người. Đây, đây là Rosie. Mình thích nhất là cái bộ ảnh này của Blackpink luôn mọi người, nên là khi mà mình thấy cái logo cạc này là mình đã mua liền mọi người. Ủa, có ảnh nhóm thì mọi người, ảnh nhóm thì có 7 tờ nha mọi người. Như vậy thì chúng ta có 54 tấm ảnh. Mặt sau hình cũng rất là xinh nha mọi người. Tuy là logo cạc nhưng mà cũng rất là VIP nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ lấy một tấm ảnh nhóm của mình bỏ vào cái top loader nha mọi người. Thẻ đựng cạc mọi người. Và thử nha. Đây. Tiếp đến thì mình sẽ lấy một tấm ảnh ngẫu nhiên của nhóm bỏ vào cái album ảnh nha mọi người. Cái hình mặt sau là hình mặt hình mà nhìn cũng xinh ghê luôn mọi người. Đây, mình sẽ bỏ thử cho mọi người nha. Một cuốn album như vậy, một cái mặt kiến nó sẽ có hai chỗ để mọi người để ảnh nha mọi người. Lúc nãy mình chỉ để một mình chỉ để một chỗ thôi, tại vì lúc đầu mình không có biết. Lúc sau mình mò thì mình mới thấy được là cái chỗ album ảnh nó có hai cái mặt kiến hai bên để cho mọi người để hai tấm ảnh lần. Và đây là cái cảnh mà mình tháo sticker để mình dán một cái top loader cho mọi người xem á. Nhưng mà mình lại làm mất cái video mình lúc mình dán một cái top loader mọi người ơi. Nên là mọi người xem video toàn cảnh giúp mình nha. Đó, cái top loader nằm đó đó mọi người. Cái này là mình chỉ trang trí thử thôi, tại vì lần đầu tiên trang trí mọi người, nên nếu là không đẹp thì mọi người thông cảm giúp mình. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.